em. Em phải ráng ăn, bác sĩ nói gì đó. Ăn khỏe mới có sức. Ráng ăn cho mau khỏe. Ăn thêm miếng này nữa nha. Để anh đi lấy nước sôi pha sữa cho em uống nha. Đợi chút nha. Chào ba chút xíu. Đây, có liền. Trời ơi. Ba, có món gì nè, ba? Đây. Ăn nhiều vô. Sao không đứa nào ăn hết vậy? Ăn đi. Ba. Đồ ăn như vậy có gì đâu mà không ăn được hả? Đưa đây. Thank you.
Dạ, số tiền phải đóng đây anh. Cầm giúp tôi. Dạ. Bác Tư, mẹ con, con cảm ơn bác Tư. Sau một thời gian nằm viện, Yến được cho về nhà. Vậy chị có đỡ hơn chút nào không anh? Sức khỏe của cô ấy ngày càng suy yếu trầm trọng. Ban đầu thì một tháng, sau đó thì mỗi tuần phải vào viện chạy thận một lần. Thấy cổ ngày càng tiều tụy xanh xao. Lúc đó tôi đau lòng lắm. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Thời gian đó không phải là tôi không xin được việc làm sau khi công ty cũ bị phá sản. Nhưng nếu tôi đi làm cho công ty mới thì tôi không có thời gian chăm sóc cho vợ và các con của mình. Nên tôi quyết định chạy xe ôm. Nhưng mà thu nhập của một thằng chạy xe ôm như tôi không thể đủ tiền để trang trải cho những lần chữa trị của vợ. Cô cũng biết rồi đó, việc chạy thận tốn kém chi phí rất là nhiều. Tất cả đối với tôi lúc đó chỉ là sức khỏe của cô ấy. Tôi đã quyết định cầm cự suốt một thời gian lâu dài để không phải nghĩ đến chuyện cầm cố hay là bán căn nhà của mình. Không phải là tôi không sẵn sàng làm chuyện đó, mà là gì? Cô ấy. Anh lấy đâu ra tiền mà đóng tiền viện phí cho em vậy? Em yên tâm đi, chuyện tiền bạc anh lo được mà. Vay mượn, nợ nần, làm sao mà trả anh? Cũng có thiếu hụt chút đỉnh. Nhưng có bà con nội ngoại rồi bạn bè giúp đỡ. Em cứ lo yên tâm điều trị đi, cho mau hết bệnh. Anh đừng có giấu em nữa. Em biết mình đang mắc chứng bệnh nan y, càng kéo dài càng tốn kém. Bà con bạn bè thương giúp đỡ thì cũng có chừng mực nào thôi, chứ đâu thể giúp hoài được.
sinh mạng con người là quan trọng mà. Có bệnh thì nhất định phải trị. Em không được suy nghĩ nhiều. Anh và các con không thể nào sống thiếu em được. Không ai làm người mà không ham sống. Em cũng vậy. Nhất là em còn có anh và hai con. Làm sao mà em chết cho đành. Nhưng đã là số phận thì không thể cãi lại được đâu anh. Em không được bi quan như vậy. Em phải cứng rắn lên. Em phải sống vì hai đứa con của mình. Bằng mọi cách anh sẽ chạy chữa cho em. Anh đúng là người chồng tốt nhất trên đời. Em biết anh sẽ không bao giờ xuôi tay nhìn em chết đâu. Em cũng không thể ngăn được anh tận tâm tận lực lo cho em. Nhưng nếu cuối cùng em chết đi, lại để anh và các con sống trong nghiệp khổ nợ nần, thì em chết cũng không có yên lòng. Vậy bây giờ anh phải hứa với em một điều. Cho dù có thế nào đi nữa thì anh cũng không được bán ngôi nhà chạy chữa cho em. Vì đó là cuộc sống, là tương lai của anh và các con. Nếu mà anh không hứa thì từ nay em sẽ không nghe lời anh đâu. Em sẽ không chạy thận nữa. Anh sẽ không bán ngôi nhà của mình. Em phải nghe lời anh, yên tâm mà chữa trị nghe. Có được không em? Dạ. Chính vì là người như vợ mà tôi đã xoay đủ mọi cách. Từ việc lao động cực lực đến việc vay mượn bạn bè. Nhưng rồi áp lực không được tính bằng tháng nữa mà tính bằng tuần. Nó ám ảnh tôi đến nỗi tôi rất sợ khi phải chạm mắt vào những tờ lịch treo tường. Hiểu. Cuối cùng tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi phải mang chủ quyền nhà đến tìm cặp đồ để thế chấp vay 200 triệu. Cầm gì anh? Cầm giùm tôi số đỏ. À, anh muốn nhiều? 200 anh. Cái này lãi suất 7% một tháng nha. Anh chịu không thì tôi viết giấy. Thank you.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đây là một giải pháp tạm thời để có tiền chạy chữa cho vợ tôi, rồi tôi sẽ tìm cách chuộc lại giấy tờ nhà. Vì giá trị thật của ngôi nhà của tôi lúc đó cũng hơn 1 tỷ mà. Tôi giấu vợ của mình cũng vì sợ vợ tôi lo lắng thêm. Nhưng cuối cùng cũng không thể nào qua mắt được cô. Anh thương yêu, em không thể tiếp tục làm khổ anh và các con nữa. Em biết cuối cùng rồi em cũng không thể sống. Nhưng anh và các con thì phải tiếp tục sống, tiếp tục cần một mái nhà. Cậu là chồng cổ hả? Trời ơi, khổ thật quá à. Đem cổ về nhà đi, có chuyện gì về nhà nói. Hồi nãy á, cổ tính lao ra đường cái xe cán á. May quá mà, đi mới có mấy bước là xỉu mất rồi. Yên, Yên à, Yên, mình lại đi em. Vậy đi em, em ơi. Yên à. Em uống thuốc đi. Em thiệt là dại dột mà. Đừng có làm như vậy nữa nghe chưa. Em muốn chết thì cũng có chết được đâu. Em còn sống trên đời này chỉ làm khổ anh và các con. Em đừng có nghĩ dại như vậy. Em phải sống với cha con anh tới già. Em có biết là em chính là chỗ dựa tinh thần của cha con anh không? Yên à, em có làm gì đâu mà nói làm khổ cha con của anh. Còn cái sổ chủ quyền nhà anh đem gửi qua bên nhà bác Tư á. Anh đừng có gạt em nữa. Thấy gần 200 triệu trong tủ, nhưng chủ quyền nhà không còn là em đã biết rồi. Ừ. Thì anh rối quá cũng định mang chủ quyền nhà đi cầm. May mà gặp bác Tư. Bác Tư rầy quá trời, lấy cho anh mượn 200 triệu. Anh ngồi uống trà với ổng. Lúc về anh mới để quên cái giấy chủ quyền nhà ở đó.
để mai mốt anh đi lấy về nha. Chú Từ rất tốt bụng, nhưng em không tin chú có nhiều tiền như vậy. Anh đừng có gạt em. Anh nói thiệt mà. Cho dù có là thiệt, chú Tư cho mình mượn thì đó cũng là nợ, làm sao mà trả đây anh? Em cứ yên tâm đi, đừng có nghĩ ngợi gì hết. Anh với chú Tư mà. Từ đây em phải cố gắng chữa trị, không được làm chuyện dại dột nữa nghe chưa. Chỉ còn mấy bước chân nữa là em đã lao ra tới, nhưng em lại không làm được. Muốn chết cũng đâu có dễ đâu anh. Lúc đó tôi quýnh quán quá nên tôi đành phải nói đại như vậy. Nhưng nói rồi thì lại càng lo, không biết phải làm sao lấy lại được chủ quyền nhà đem về cho cô Tinh đây. Thật ra giờ tôi cũng chẳng cần gì cái chủ quyền nhà, nhưng mà đó chính là niềm hy vọng cuối cùng của cô dành cho cha con của tôi. Nếu cô biết chắc chắn nó không còn thì thế nào cũng sẽ suy sụp tinh thần, sức khỏe sẽ xuống dốc trầm trọng. Rồi anh làm sao? Còn nước còn tát, sinh mạng của vợ tôi là trên hết. Tôi phải làm sao cho tinh thần của cổ đừng suy sụp. Con rối quá, đường cùng con mới cầm cố căn nhà này, nên giờ con biết bây giờ tính đường nào cũng không xong. Con mời hai bác ngồi. Sao dại vậy hả con? Nó cũng hết cách rồi, còn cái gì đâu nữa mà không dại. Ý tôi là nếu hết cách xoay sở, sao không làm thủ tục thế chấp vay ngân hàng? Dù sao lãi suất cũng thấp hơn, mà lại đem cầm cố cho tiệm cầm đồ vậy. Cái bà, sao vậy? Đã nói là không cho con Yến nó biết. Bây giờ thế chấp ngân hàng đi vay, hai đứa phải ra công chứng ký tên, sao được? Nhưng tiệm cầm đồ nó ăn lời tới 7% một tháng, 200 triệu tính ra tiền lời mỗi tháng 14 triệu. Tình cảnh này không khéo là thằng Diễn nó mất nhà. Thiệt tình, nãy giờ lo nghe mày nói, tao cũng chưa có suy nghĩ tới cái chuyện này. Vậy là không có được đâu, gì thì gì cũng phải tính gấp cái chuyện này thôi. Chứ cái nhà của mày có bán rẻ đi nữa cũng đâu có dưới 1 tỷ. À bà, hay là bà có quen biết với ai không? Bây giờ bà chạy đâu bà vay tạm cho thằng Diễn nó mượn 20 triệu thôi. Mình cứ chịu tiền lời 1 tháng, rồi mình lấy cái đó mình đi chuộc cái sổ hồng về. Ông tính thì nghe cũng phải, nhưng mà biết vay đâu bây giờ, rồi sau đó thì sao? Không lẽ phải bó gối ngồi nhìn con nhỏ đau đớn cho đến chết à? Không, thế nào rồi cũng phải nghĩ ra cái cách. Đồng ý là biết cái số phận của nó đã như vậy, nhưng mà muốn con nhỏ nó đi một cách phải thanh thản nhẹ nhàng. Diễn, mày đừng có lo, ông già này hứa sẽ cùng gánh vác với mày mọi chuyện. Nói tới nói lui thì cũng là tiền. Tôi thấy thương con Yến quá. Bây giờ mình làm sao mà cho nó thấy chủ quyền nhà để mà nó yên tâm? Có chuyện gì bác Tư?
bay đã nghĩ ra cách gì chưa? Chắc là đành phải vậy thôi bác Tư. Thôi, bây giờ vậy. Tao với bác Tư gái mày cũng đã bàn tính với nhau rồi. Trước mắt á, ai bác cho bay mượn giấy tờ nhà đất để thế chấp ngân hàng? Ừ, nhưng bác Tư ạ. Để tao còn nói hết cái đã. Để coi ngân hàng nó định giá làm sao. Nhưng mà cầm chắc là cũng phải vay được mức 500 triệu. Mà so với nhà thằng hai ở bên cạnh á, nhà tao lớn hơn về diện tích, tốt hơn nhà của nó nữa. Mà thằng hai đường còn vay được 500 lận. Nhưng mà bác Tư ạ, con không thể. Mày cứ để tao nói hết. Tao với bác gái bay cũng đã tính trước rồi. Nói ra cái chuyện này là bay sẽ từ chối liền. Tại bay rất là ngại. Nhưng mà không tính cách này thì bây giờ bay tính làm sao? Con không thể. Hai bác già rồi, tài sản bây giờ chỉ còn có bấy nhiêu à? Nhưng mà cái sanh mạng của vợ mày nó quan trọng hơn. Làm cái gì cũng phải nghĩ cái cách tốt nhất. Nếu mà mày thương vợ mày thì đừng có ngại ngùng trong cái chuyện này. Bây giờ trước mắt cứ tạm vậy cho nó ổn. Hiện tại bay có hai việc phải làm. Thứ nhất, chuộc cái chủ quyền nhà về cho con Yến nó vui. Thứ hai là không phải chạy ngược chạy xuôi. Để mỗi tuần mày kiếm tiền mày chạy thận cho con Yến. Bác Tư à, hay là cái chuyện này bác cứ để con suy nghĩ coi còn cách nào khác không? Chứ vì vậy con... Thôi, bây giờ để tao nói thẳng ra luôn. Tao với bác gái mày thấy rõ một điều rồi. Trong cái tình cảnh này, trước sau gì mày cũng phải bán nhà, đúng không? Con cũng đã nghĩ rồi. Tính cách nào thì con cũng phải bán căn nhà đó thôi. Vậy á, bây giờ mày lấy đâu ra mỗi tháng 14 triệu để mày đóng tiền lời cho người ta? Có phải mày lấy từ tiền vay của nó mày đóng cho nó không? Thì con chạy xe ôm được bao nhiêu thì góp vô thêm. Nhưng mà cũng không có thấm tháp gì. Cuối cùng thì cũng phải làm như vậy thôi bác à. Bác Tư gái của mày á, bà dốt. Nhưng mà bà cũng tính ra được là cứ để vậy hoài á, thì không quá 8 tháng nữa, chủ tiệm cầm đồ nó sẽ đuổi vợ chồng con cái bay ra ngoài để nó lấy cái nhà đó. Đó là trường hợp thứ nhất. Bây giờ để tránh cái trường hợp đó xảy ra, thì ngay bây giờ mày phải rao bán cái căn nhà, hoặc là tìm cách vay nóng số tiền để chuộc cái chủ quyền nhà, rồi đem nó đi thế chấp ngân hàng. Nhưng mà bay nghĩ coi, nếu làm theo cái cách này thì con Yến nó sẽ ra sao? Sức khỏe nó bây giờ tính từng ngày, mà phải nhìn thấy cái cảnh nhà của mình hết cầm cố rồi đem đi thế chấp, nó đau lòng biết bao nhiêu. Vì nó nghĩ nó là gánh nặng cho chồng con. Mày có nỡ nhìn thấy nó vậy không? Nhưng mà sự giúp đỡ này của hai bác lớn quá, con không thể nào. Diễn à, là thằng đàn ông phải biết cân nhắc cái chuyện nào quan trọng hơn mà làm. Bây cứ ái ngại như vậy là hư hết mọi chuyện. Diễn à, đây không phải là ơn nghĩa gì lớn lao đâu. Chẳng qua nó xuất phát từ chỗ hai bác hiểu được con người mày, nên hai bác mới mạnh dạn đưa ra cái cách giải quyết này. Bay có tốt thì người khác tin tưởng bay là cái chuyện bình thường. Tao đã nói vậy rồi, mà bay không nghe thì tao cũng đành chịu. Hai bác Tư thiệt là tốt bụng. Đối với tôi, ngoài cha mẹ đã mất, hai bác là người thương yêu tôi nhất. Chỉ buồn một điều là bác Tư gái qua đời đột ngột quá. Bác mất hơn một năm trước. Nếu không thì... Nhìn thấy được sổ chủ quyền nhà, chắc là chị Yến vui lắm phải không anh? Vui. Nhưng mà cô lại lo là không biết tôi lấy đâu ra tiền để chạy thận mỗi tuần. Cuối cùng hai bác Tư phải nói gạt cổ,
Đó là số tiền của hai bác dành dùm cho tôi mượn không tính lời. Sau này cứ trả dần cho hai bác dưỡng già. Cũng nhờ hai bác mà vợ tôi mới yên tâm chữa bệnh. Hy vọng và sống cho đến ngày nhắm mắt. Anh để em tự ăn được rồi. Hôm nay em thấy trong người em khỏe hẳn. Em thấy anh nói có đúng không? Em đừng lo nghĩ gì hết á. Cứ yên tâm điều trị, mau khỏe là được rồi. Anh biết không, nhiều lúc em mong mình mau chết cho xong. Em chỉ sợ vì lo cho em mà anh không giữ lại được căn nhà. Anh biết rồi, bỏ đi. Đừng có nghĩ gì mấy cái chuyện đó. Bây giờ thì em yên tâm rồi. Chứ hồi trước á, nhiều lúc em cứ tưởng tượng cảnh mấy cha con dắt nhau đi lang thang không nhà không cửa, là em muốn cắn lưỡi. Mình ở hiền nên mới gặp lành. Ơn của vợ chồng bác Tư không biết để đâu cho hết. Mình phải coi hai bác như cha mẹ mà báo đáp nghe anh. Em không nhắc thì anh cũng biết mình phải làm gì mà. Thôi, em ăn tiếp đi cho nó nóng. Nói chuyện hoài nguội hết trơn à. Nè, ăn đi. Em đang vui mà anh. Em khỏe lại chút nữa mình đi chùa nghe. Em muốn cầu phúc cho cha con anh và những người giúp đỡ mình, nhất là vợ chồng bác Tư. Em ráng khỏe lại đi. Muốn gì anh cũng chịu hết. Em khỏe lại, cả nhà mình sẽ đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Anh còn nợ mẹ con em một kỳ đi biển mà. Hai đứa nhỏ nhà mình đó mà nghe cái vụ này chắc là khoái chí lắm. Như vậy là chị ấy cũng yên lòng mà ra đi rồi phải không anh? Hai bác Tư thiệt là người tốt, xưa nay hiếm thấy. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu như không có sự giúp đỡ của hai bác, vợ chồng tôi không biết phải làm sao. Sau khi vợ tôi mất đi, điều không thể tránh khỏi là tôi phải bán căn nhà để giải quyết chuyện nợ nần. Nhưng mà cũng phải nói rằng là tôi bán căn nhà trong tâm trạng rất là thoải mái. Nhưng mà làm sao chỉ bằng nghề xe ôm mà anh lại nuôi nổi hai đứa nhỏ? Thật ra sau khi trả dứt điểm hết nợ nần thì tôi còn dư được 300 triệu. Lúc đầu tôi định ra ngoài để mua một căn nhà ở ngoại ô. Con nè. Cho con gửi. Cảm ơn chú. Nè, mày không có đọc báo hả? Làm sao mà chui đầu vô mấy cái chỗ đó? Có chứ bác, nhưng mà chắc cũng phải liều thôi. Mai nhờ rủi chịu, chứ biết phải làm sao bây giờ hả bác Tư? Đây là số tiền cuối cùng mày dành dụm cho hai đứa nhỏ. Không thể đánh liều như vậy được. Theo tao á thì cứ gửi tiền vô ngân hàng đi, rồi tiếp tục thuê nhà trọ rồi từ từ tính. Chứ bỏ ra vài trăm triệu mà mua cái loại nhà như vậy á, mai mốt người ta giải tỏa trắng còn thảm hơn nữa. Cứ từ từ tính, mày phải nghiên cứu cho kỹ. Còn có chính sách của nhà nước trợ giá cho người nghèo mua nhà trả góp trong vòng 20 năm hoặc hơn nữa đó. Vậy là ông già Tư để cứu tôi thêm một lần nữa. Là sao hả anh? Nghĩa là chỉ hơn một năm sau,
290 căn nhà thuộc khu dân cư ngoại ô mà tôi định mua để ở. Tất cả đều bị giải tỏa trắng vì xây cất trái phép trên đất nông nghiệp chưa có được quy hoạch. Từ đó tôi cũng quên đi chuyện mua nhà. Ăn ở tạm bợ riết rồi nó cũng quen. Cô cũng thấy đó, bây giờ đối với cha con tôi mọi thứ cũng bình thường rồi mà. Lẽ ra mình phải nói, em thấy đó, với cha con anh mọi thứ đã bình thường cho đến khi em xuất hiện. Ủa sao anh Diễn lại cười? Không có gì, không có gì đâu. Ủa sao cô Phượng lại cười vậy? À, đâu có gì đâu anh. Ừ, cô Phượng nè. Dạ. Tôi cảm ơn cô Phượng nhiều lắm. Sao anh lại cảm ơn em? Tại vì cô đã lắng nghe tôi tâm sự. Lâu lắm rồi tôi chưa ngồi lại để kể chuyện của mình cho ai nghe hết. Sao anh Diễn lại nói như vậy? Chắc anh Diễn cũng hiểu là em... Em rất là ngưỡng mộ anh. Nói chung là em không biết bày tỏ như thế nào, nhưng mà hôm nay em mừng lắm. Trước giờ em vẫn có cảm giác là chưa được anh tin tưởng. Không phải như vậy đâu. Thật ra trước đây tôi chưa sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cô, cũng như ngược lại, tôi không hề nói gì về mình. Không phải do tôi không tin cô, mà tại vì nói chung á là chỉ có ông Tư già mới hiểu được tôi thôi. Nó khổ như vậy đó. Thiệt ra tôi cũng đâu có tâm sự gì với ổng đâu. Mọi chuyện chỉ là do ổng đoán mò thôi. Đoán mò? Mà bác Tư đoán mò chuyện gì hả anh? Thì